Xin chào tất cả các anh em game thủ. Chào mừng trở lại với channel của Chốc Studio. Lại là Tuấn Anh đây. Quay trở lại với Valorant. Lần này mình sẽ đưa ra 5 khẩu súng mà mình cho là phế nhất trong Valorant. Những khẩu súng vẫn rất mạnh trong khả năng của nó, vẫn có thể giết người nếu sử dụng hợp lý, đúng tình huống. Nhưng về mặt bằng chung với số lượng súng ít ỏi trong Valorant, những khẩu súng này thường sẽ bị lép vế so với những top tier như Phantom, Vandal hay Operator. Dù vậy, súng nào cũng là súng. Nếu trong đây có khẩu súng nào là súng tủ của anh em game thủ, anh em cứ việc sử dụng nếu mọi thứ vẫn ổn và không bị chốc. Và hãy nhớ like, comment, subscribe cho channel của chúng mình. Ngoài ra hãy like thêm fanpage của Chốc Studio để xem meme, highlight cũng như cập nhật thêm tin tức về game các bạn nhé. Ok, bắt đầu thôi nào. Vâng, khẩu đầu tiên mình đưa vào trong list đó chính là Shorty. Một khẩu double barrel shotgun được anh Doom Slayer sử dụng để cắn các địa ngục trong series Doom. Tuy nhiên, khẩu này lại không có số phận như vậy trong Valorant. Là shotgun, Shorty có khả năng giết người rất mạnh trong tầm gần, có thể đoạt được một mạng người chỉ cần một viên đạn trong khoảng cách gần. Xin nhắc lại là khoảng cách gần, nếu không muốn nói là rất gần. Trong Valorant, các pha đầu súng thường sẽ xảy ra trong khoảng cách trung và xa. Trừ các pha móc, các pha đẩy đằng sau đối thủ thì việc sử dụng shotgun nói chung hay Shorty nói riêng là không hiệu quả. Và với Shorty, nếu muốn giết đối thủ chỉ với một viên duy nhất thì phải đứng rất rất gần. Gần hơn so với khi các bạn cầm các khẩu shotgun khác như Judge hay Bucky. Mà nếu gần như thế thì dùng dao mà xiên chứ nhở. Ngoài việc chỉ hiệu quả tầm gần ra, một điểm yếu chết người khác của Shorty khiến mình liệt vào danh sách súng phế nhất game, đó chính là số lượng đạn rất ít ỏi. Chỉ 2 viên cho một lần lên đạn và chỉ chứa được thêm 10 viên, tổng cộng là 12 viên. Bạn bắn một viên, không chết đối phương, bạn còn một cơ hội nữa. Nếu bạn giết được đối phương, bạn hoàn thành nhiệm vụ. Còn nếu không giết được thì chúc bạn may mắn. Mặc dù thời gian nạp đạn của Shorty khá ngắn, tuy vậy bạn vẫn không thể làm gì trong thời gian nạp đạn. Và lúc đó đối phương có thể trả ngược lại cho bạn và cho bạn nằm hít thở với đất cho quen mùi ngay. Giá của Shorty khá rẻ, chỉ với 200 tiền. Tuy vậy, trong những round đầu Pistol hay Eco, một khẩu Classic với giáp 1 và mua skill sẽ hữu dụng hơn nhiều so với một khẩu shotgun siêu gần này. Lấy nguyên mẫu từ CZ75 trong CSGO. Tuy vậy, khác với người anh em của mình, Frenzy không có được sức mạnh mà CZ75 có. Tuy lượng đạn của Frenzy khá nhiều, 13 viên một lần lên đạn và chữ đạn lên tới 52 viên, lượng đam gây ra khá là ổn ở tầm gần. Nhưng độ tỏa đạn của Frenzy khi sấy rất là lớn, thậm chí lớn hơn cả Vandal. Frenzy có thể giết người rất ổn trong những pha đầu súng gần. Hầu hết những khẩu súng lục khác sẽ phải cháo thua nếu đụng độ với khẩu súng liên thanh cầm tay này. Nhưng Frenzy lại thiếu khả năng đầu súng tầm xa. Bắn táp thì yếu, burst với sấy đạn thì độ tỏa đạn lớn, khiến bạn chỉ có thể vẽ tranh lên tường. Giá của Frenzy là 400 tiền, thiếu 100 tiền nữa là lên Ghost. Hoặc giữ 400 tiền đó mà mua giáp 1 để dùng Classic có hợp lý hơn không? Stinger là khẩu súng có tốc độ ra đạn nhanh nhất game, với tốc độ là 18 viên trong 1 giây. Nhưng dùng với Frenzy, độ tỏa đạn của Stinger cũng lớn không kém. Ở khoảng cách gần, Stinger là một khẩu súng có thể giết người trong chớp mắt. Nhưng với khoảng cách xa thì tất nhiên, cầm lục bắn cho lại. Stinger có chế độ bắn burst để bù lại cho khả năng bắn xa yếu kém của mình. Tuy nhiên, không như Bulldog, độ tỏa đạn khi burst cũng rất lớn. Chỉ 25 đam một viên đạn khi bắn ở khoảng cách trên 20m. Bạn không thể giết người trong một cú burst, trừ khi bạn may mắn bắn vào đầu. Số lượng đạn cũng là điểm hạn chế với Stinger. Với tốc độ ra đạn nhanh, nhưng chỉ có 20 viên cho một lần nạp đạn. Nếu không kiểm soát và aim tốt, bạn sẽ hết đạn nhanh chóng. Chớp mắt cái là thấy thê đạn, trong khi đối phương vẫn đang bắn mình. Thế thì toang rồi còn gì nữa. Cơ mà dù sao Stinger vẫn là sự lựa chọn tốt do khả năng bắn cực nhanh của mình. Bạn vẫn có thể đấu tay đôi được với các súng top tier như Vandal hay Phantom nếu bạn có vị trí tốt. Còn nếu không có thì... Như đã nói trước đó, shotgun không được đánh giá cao trong Valorant do đa phần các tình huống đầu súng sẽ có khoảng cách từ tầm trung trở lên. Và hiện nay cũng có rất ít tướng có khả năng thu hẹp khoảng cách để có thể sử dụng đủ sức mạnh của các khẩu shotgun. Từ đó, Bucky cũng không được mình đánh giá cao. Bucky đúng nghĩa là một khẩu shotgun bắn một viên lên đạn một viên, có khả năng của shotgun khi có thể giết người chỉ với một viên đạn ở khoảng cách gần. Ngoài ra, ở tầm trung, Bucky cũng có khả năng giết người cao hơn Shorty khi có chế độ bắn ít tỏa hơn, nhưng bù lại lượng đam gây ra sẽ ít hơn. Và tất nhiên, điểm yếu của Bucky chính là việc lên đạn sau mỗi phát bắn. Điều này sẽ khiến cho tốc độ ra đạn của Bucky rất là chậm. Nếu lỡ không giết được người với viên đạn đầu tiên thì coi như bạn đi đời.
Tuy có khả năng bắn xa hơn các loại shotgun khác, nhưng bù lại lượng đam gây ra lại không nhiều. Cộng với tốc độ ra đạn thấp, phần nhiều bạn sẽ xanh cỏ ngay lập tức. Giá của Bucky là 900 tiền, có thể sử dụng để tạo bất ngờ cho đối phương, nhưng hãy thay súng khi có cơ hội, không lại chốc các bạn nhé. Đây là cái tên khiến mình đắn đo khi cho vào danh sách. Vẫn có những người sử dụng rất tốt khẩu súng này, tạo tiền đề rất tốt cho round đấu. Tuy nhiên, với giá thành 1.600 tiền, nhiều người kể cả mình sẽ ngả về Spectre hơn là RS. Là một khẩu heavy, khả năng đục tường, tốc độ ra đạn là điều không thể thiếu. Bạn có thể chặn rush rất tốt với RS, hay có thể đục tường giết cả đội địch. Dù vậy, vì là một khẩu heavy, nặng theo đúng cái tên, tốc độ di chuyển của bạn khi cầm súng là không cao, nếu không muốn nói là rất chậm. Bạn không thể nhá khi sử dụng loại súng này, ăn đạn còn chậm hơn nữa, nên trong hầu hết mọi trường hợp, muốn sử dụng súng chỉ có đứng yên và sấy, chứ không đánh nhanh rút nhanh như các loại súng khác. Điều làm nên sức mạnh của các khẩu heavy, đó chính là số lượng đạn khủng bố. Nhưng với RS thì chỉ có 50 viên trong một lần nạp đạn. Vì thế dù nhiều hơn đa phần các súng khác, việc dùng RS để chặn rush, khép góc là thật sự không hiệu quả khi không thể cầm chân đối phương đủ lâu. Tốc độ nạp đạn của RS cũng chậm, kết hợp với di chuyển chậm nữa thì chắc bạn chỉ có hack mới sống được thôi. Và đó là 5 khẩu súng mà mình cho là phế nhất trong Valorant. Như mọi lần thì đó là những ý kiến của bọn mình trong quá trình trải nghiệm game và sàng lọc thông tin từ nhiều phía. Trên thực tế, không có súng nào yếu cả, chỉ là có những súng chỉ tỏa sáng trong một số trường hợp mà thôi. Đừng quên like, comment, subscribe để ủng hộ bọn mình, tạo động lực cho bọn mình làm thêm nhiều video trong tương lai nhé. Check out!